Recap hôm nay, mình kiếm được 1.628 đồng trong 15 phút trading. Lúc này mình short 650 share của Tesla. Hôm qua Tesla nó có ER report nên pre-market nó gap up thêm 10%. Nên mình chỉ short hôm nay thôi, tại mình nghĩ người ta sẽ take profit khi market open. Có khi nó đẩy mình thua cái cây này 600-700 đồng luôn, nhưng mà mình cũng không có sợ. Tại mình nghĩ hôm nay người ta sẽ take profit, nên mình chỉ short thôi, không có lo hôm nay. Mình đợi nó xuống, nó short xuống ở 157 rồi mình mới take profit. Lúc này 3-400 mình cũng không take luôn. Mình đợi đúng 157 mình mới take. Lúc này nó xuống nè. Cái cây này mình lời được 936 đồng 90 cent. Cái trade thứ hai mình short tiếp 400 share của Tesla. Để cho nó break 157. Các bạn nhìn nó pull up all the way up luôn nè. Nó pull back mạnh luôn nè. Nhưng mà mình cũng không sợ, tại mình nghĩ hôm nay nó chỉ có downtrend thôi. Tại nó pre-market nó gap up nhiều quá. Mình add thêm 250 share short, đây là 650 share. Cái cây này mình có lúc nó đẩy mình lên, mình thua gần 1.000 đồng luôn. Nhưng mà mình cũng không có take loss luôn. Mình add thêm 20 share ở đây nữa. Nhưng lúc này nó drop down lại nè. Có khi mình ăn 200 đồng luôn, nhưng mà mình không có take profit luôn. Tại mình nghĩ hôm nay nó chỉ downtrend thôi. Cái cây này mình lời 72 đồng. Mình để cho nó pull back, xong mình short tiếp. Nó pull back ở đây nè. Xong mình short lại 500 share. Để cho nó break 157, rồi mình mới take profit. Cái cây này nó break xuống nè. Mình take cái cây này mình lời được 512 đồng. Là tổng cộng được 1.522 đồng rồi. Mình còn 70 share mình để cho nó ride. Rồi mình chuẩn bị take profit ở đây luôn. Tổng cộng mình kiếm được 1.628 đồng.